Những mẫu biệt thự mái Thái phong cách tân cổ điển mang lại vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng và đầy sang trọng. Hôm nay, mẫu bản vẽ xin giới thiệu đến bạn đọc một mẫu biệt thự tân cổ điển của gia đình anh Nguyễn Hữu Lợi, nằm tại Đông Sơn, Thanh Hóa. Được thiết kế với chiều ngang 9,2m và chiều sâu 15,2m. Ngôi nhà này bao gồm các không gian sau: tầng 1, phòng khách 44m², phòng bếp và ăn 23m², hai phòng ngủ 14m² và 17m², nhà vệ sinh chung. Tầng 2, phòng thờ 16m², phòng ngủ thường 17m², phòng ngủ master có nhà vệ sinh khép kín 20m², phòng sinh hoạt chung 28m², nhà vệ sinh chung 4m². Mẫu biệt thự này có kiến trúc tinh tế và nổi bật với màu sắc ngoại thất tươi sáng và trẻ trung. Tông màu trắng làm chủ đạo, với mái nhà xanh thàn phối hợp hài hòa với màu đen của lan can ban công tạo nên một nét đẹp rất độc đáo và thu hút. Việc sử dụng gam màu thời thượng và yêu thích của gia chủ cũng như phù hợp với mệnh của gia đình sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi và vượng khí cho ngôi nhà. Nếu quý vị cần mua mẫu thiết kế hoặc hỗ trợ, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới và đừng quên like và share để nhận được một món quà đặc biệt từ chúng tôi.